Zeros bất ngờ tuyên bố sẽ trở lại, khiến cộng đồng hoang mang. Ngày mai, Vietjet sẽ chính thức khởi tranh. Vì là giải đấu quốc nội được tổ chức muộn nhất, các đội Vietjet sẽ phải thi đấu giáo diết để kịp tiến độ MSI. Ngoài ra, vì MSI năm nay đã thay đổi thể thức nên các đội Vietjet sẽ phải nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên, trong khi các đội tuyển, tuyển thủ và tất cả người hâm mộ đang hướng về một giải mùa xuân hấp dẫn, thì vẫn có một nhân vật đang thu hút chú ý, đó chính là Zeros, cựu đường trên SBTC và là nhân vật đang chịu án Global Bank Riot vì hành vi vạ miệng liên quan đến vấn đề dịch bệnh nhạy cảm vào năm 2021. Chiều 22 tháng 2, Zeros bất ngờ đăng bài trên trang cá nhân với nội dung I will be back, tôi sẽ trở lại. Dù bài đăng phải sửa lại vì lỗi chính tả, nhưng nội dung chính đều khẳng định Zeros sẽ trở lại. Dưới bài đăng, như thường lệ, vẫn là lời châm chọc của bạn bè cũng như không ít khán giả. Tuy nhiên, nhiều fan Zeros vẫn luôn mong chờ một ngày nào đấy cựu sao SBTC sẽ thực sự trở lại. Kể từ khi Riot tiếp quản và tái phát hành liên minh tại Việt Nam, niềm tin này càng có phần mãnh liệt hơn. Tuy rằng cách đây ít lâu, chính Riot đã gián tiếp khẳng định Zeros sẽ không được gỡ án phạt, nhưng không vì thế mà các fan từ bỏ hoàn toàn hy vọng. Dĩ nhiên, khả năng Zeros được gỡ án sẽ là vô cùng thấp. Chưa kể, anh đã rời xa liên minh chuyên nghiệp từ rất lâu và cũng không thường xuyên tập luyện hay đánh vanh nữa. Nếu được trở lại, có thể chính Zeros sẽ gặp khó khăn với phong độ và biến đỗ của mình.